bác sĩ là vô rồi nhưng mà đang làm ở bên kia chị nè, đang làm ở bên bên kia làm mũi làm đồ á, ngày nay làm có chục ca luôn á chứ. Đã thì rằng mà đã được. Chắc lần đầu đúng không? Ý là hồi ai chỉ qua hả? Nhà chị là chỗ mua à? À là ý là hồi xưa là em làm. Không có chị hay làm đây. Hết thời gian thấy nó đi dạy mà không có một cốc trên đi rồi. Sau này chắc em cũng về lại dưới kia. À, nghe nói gì kịch bãi đó hả? Dạ. Nghe nói biệt thự rồi. Nhà cúc của nó ở kia. Không tin nhắn chứ. Nghe nói bị dọn biệt thự. Cái này thì mình phải sửa lại mới đẹp được. Nắng rộng chị nè. À, bỏ ở dưới trong chỗ kiện đó không? Dạ. Kiện nó to rồi. Kiện nó cũng kiện cũng cũng, cũng không to lắm đâu. Kiện 8 mới to chứ kiện nó thì nói chung đi xe vô được là ok rồi. Bị thăm dễ sợ luôn. Bị mà alo cứ ngồi học cũng cả cãi mình thấy thăm để coi đang hết thăm rồi mình đi. Kính bị thăm biết cái gì vậy? Cái bị thăm tới gì đó không có làm được đâu là đó. Mình chưa thấy cái tiếng qua khác thấy cái tiếng qua khác. Chị có ý định làm con mắt nó không? Ý là chị hồi trước trừ có ý định nó chưa? Thì cứ thấy họ bài đắp này đắp kia. Ôi trời trời trời. Cái nó mà răng đắp được chị, đắp không bao giờ hết nhưng mà ý là chị có sợ kìa. Sợ à, sợ dao kéo đồ hả? Sợ dao kéo rồi sợ. Nghe nó đụng tới thì sợ quá. Hắn không hề đau luôn á chị. Nói chung tim tê vô lại hơi bút bút xí xong là làm bình thường lắm. Đang dự bé xíu nha.
Nhà nó mà bỏ cả tỷ vô nữa thầu đi cò lên nữa thầu bao đẹp luôn, nhưng mà chưa chắc là năm mới đi cò khoảng vài tháng. tốt lại Tốt chứ, nhà nó cũng không có phải là mới nhưng mà nhìn vô đề coi sướng, đề coi lên là đẹp từ sàn cho đến mình nó sàn gỗ sàn đồ đó. Cửa sổ cửa đồ rồi kiểu phong cách mình phải thay đổi theo người thiết kế đó. Nó có cái sườn rồi mình có cái chỗ để mình thiết kế được phải không, dễ thiết kế. Bé này dễ lắm, dễ trị á, nó chỉ có bị thâm với lại ấy thôi, chưa bị rỗ nên là trị rất là ok luôn. Hồi lúc bé ngăn chị á, mặn cũng nhiều à, Mãng qua em trị hết à, hay ra công nhận hai điều đúng là không làm đi làm thấy mặn nhỏ đi làm thấy sợ, đầu tiên làm một phát hay là hai phát là thấy liền ấy, chưa làm thì sợ đúng không, sợ không hư làm nó mặt đúng sợ không, vì nghe nó sợ lễ 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 sợ hư rỗ mặt đồ đúng nó sợ không, để không lễ mới hư. đúng không, liệu hư đúng ai cũng kêu nghe Nhiều nó người á là cứ nói như thế này nè, đi 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 làm mới mới bị hư này, hư da hư đồ tự rỗ da. nhiên mặn cái mốc bốc rồi đó, tự nhiên nó nổ lên, nó làm ra không biết là tự nhiên nó nổ lên kinh khủng như con trái vậy đi. Tôi muốn đi hai lần hết trơn bóng về À. à, về cái tự nhiên con mình nó cứ mình đi nó quanh mình thấy con ai bị mình với Quảng cáo luôn. quảng cáo chứ thì thấy cho con họ làm nó thấy chứ Đúng rồi. Với làm lại chi chị biết không, tùy chỗ chứ không phải là chỗ nào, nhiều người à, vừa mất tiền nhiều nha. Bên em vừa rẻ mà vừa hết, chứ còn nhiều chỗ à, tiền á, vừa họ mất bỏ tiền mà thì vừa nhiều vừa tiền vừa. không như không nhiều tiền, một lần 150.000 mà cùng lắm là cũng nhiều muộn là mua thêm một thuốc 150.000 thôi, mà thuốc nó không phải là kem trộn người như là thảo dược mà Dạ chứ đúng mình rồi có lá chị, chi hả, dạ bằng cây thuốc, cái như là thảo người dược ta mà trộn với mình có cây mấy mình chị. có lá chi chứ không phải là thì thấy cái gì nói chứ không thấy chứ mình kem trộn mà sợ Em đâu có bán, cây em nói em dùng 7-8 năm đi rồi mà. Uy tín mà chị, mình làm uy tín chứ làm đâu phải ngày 1, ngày 2 đâu. thứ ba là hết sạch rồi, bây giờ nó mặc hai thôi Làm kiểu rứa mới có khách làm nữa kiểu ra chứ. ra ra bạn đi làm cái ra ra nấu ra đi ra thôi, đi lớn là được cái ra Lâu lâu á, ví dụ như sáng thấy có mụn cái đi thôi, đi chăm không lại. sáng rồi bạn đi trưa luôn đi mạnh kêu ngủ không ngủ quá học không đi Mà làm lâu rồi hả không đi hả? đi mới đi được rồi, như đi tháng rồi tháng trước thôi Chắc cũng là đây đúng không? về Đây. đây. Thường cũng khủng rồi, đi sửa rồi thấy.